Lời nói đầu tiên Quốc Hào gửi đến cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình thăm bẫy chúng lớn. Hôm nay thì mình mời cả nhà trải nghiệm cùng mình thăm bẫy rắn nha. Mình cũng tới địa điểm rồi. Trước này thì mình có cái đầu tiên nè. Hy vọng cái đầu tiên này sẽ có thành quả nha. Cái bờ này thì nó khá là ngon. Cái bẫy đầu tiên là cái bẫy tiền đâu? Chui vô bụi. Cái bẫy mình đây. Có hàng gì không? Có hàng luôn cả nhà. Con hố hành, con hành nhì. Cái bẫy đầu tiên khá là ngon. Hôm nay thì mình không có đem cái bẫy phụ theo cả nhà. Đây, con rắn đầu tiên. Cái bẫy đầu tiên luôn. Hy vọng là hôm nay sẽ trúng lớn nha. Vô cái đầu tiên mà có hàng là quá là ngon rồi. Con này chắc không được nhì quá. Tầm 2 lạng, 3 lạng à. Có thì cũng vui à. Khoảng 3 lạng, 3 lạng yếu. Vô vỏ lưới luôn. Để mình để nó vô vỏ lưới rồi đi tiếp luôn nha. Tới cái tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp luôn. Đây thì mình có cái tiếp theo nè. Khui nha, không thấy phân thấy gì hết trơn. Trời ơi, dính con chuột cống lan. Đây, con chuột khá là to rồi. Khui hàng, khui hàng. Khui. Ồ, cái bẫy nặng này cả nhà ơi. Không biết con gì đây, nặng lắm. Khá là nặng này. Wow, con này tầm 8-9 lạng á. Hành đi, hành đi. Đừng có ngựa nha. Ây da, nó dướng cỏ. Cầm cái bẫy đóng lên luôn. Ồ, thấy cái đầu hành này cả nhà ơi. Đầy quá đã rồi. Trời ơi, hành khủng rồi cả nhà ơi. Cái đầu nó đây, chà bá luôn. Đây, để mình tháo cái bao ra nha. Quá là mừng rồi cả nhà. Con này vô hành đại rồi. Đây, cuối hàng. Trời ơi. Con này trên 1 ký rồi cả nhà. Quá phê luôn. Đây, cái khoanh ở đây. Quá đã rồi cả nhà ơi. Cái đầu nữa nè. Cái đầu chà bá luôn. Trời ơi, nó nặng. Quá ngon luôn cả nhà ơi, gung tay luôn rồi. Dính được con này gung tay luôn rồi. Trời ơi, con này trên 1 ký rồi cả nhà. Đây, cái đầu nó bự hơn cái cẳng cái luôn á. Quá đã. Để mình chêm hơn mình bắt con này ra luôn nha. Hôm nay thì cũng có 7 phụ rồi cả nhà. Đây, cái lồng nó bít cái lồng luôn nè. Từ đầu này tới đầu bên kia luôn. Lấy cái cây ghim cho đè cái hòm xẹp xuống luôn nè. Đây. Có một tay nó hơi khó bắt. Không có chân quay nữa.
đầy cái khoanh ở đây, bích lợp rồi cả nhà ơi, quá đã con này à. Con này ký 1 ký 2 luôn cả nhà ơi, to lắm đấy. Đây cái khoanh đó nè, không chịu ra luôn. Đây nó đang bò ra nha, ra đi bạn mình. Rồi cho mồm không sáng, nó không chịu ra nữa. Ôi cái đầu nữa nè, quá là khủng khiếp luôn rồi. Con này mình bắt hơi lâu cả nhà thông cảm nha, tại có một tay à, nó hơi khó bắt. Đây gà cả nhà ơi, đây rồi, con này ký 1 ký 2 cả nhà ơi, quá là to rồi, hàng khủng nha cả nhà. Đây quá đã con này luôn rồi. Khá là phê luôn. Hay vô vỏ lưới luôn đi bạn mình. Con này là con thứ hai nha. Hồi để mình tắt máy, mình để nó vô vỏ lưới nha. Có một tay nó hơi khó bắt. Đây thì mình có cái bẫy nữa nè. Con hành khủng lúc nãy mình bẫy dính là lúc mình đặt là mình thấy phân nó rồi đó cả nhà. Mình gắn đeo rồi nó không dính. Tới bây giờ nó mới dính nè, hơn một tháng trời vậy đó. Neo cái bẫy lại, giờ mới dính được nó. Ây da, chui lùm chui bụi. Khui ha. Rồi con chuột còn luôn cả nhà. Mình vừa thấy nó chạy ra nè, cho nó bịt lúa luôn nè. Em lại chờ đợi nữa. Cuối hàng. Rồi vô nó là cả nhà ơi. Nặng nha, nặng nha. Con gì đây? Ù khá là nặng à. 1, 2, 3. Húi. Rồi con hành cả nhà ơi, quá đã rồi. Hành nhất nữa rồi cả nhà ơi. Đây quá mừng rồi. Em mình ra cái vỏ mình bắt nó nha. Quá đã rồi cả nhà ơi. Hôm nay trúng rồi. Tháo cái bào ra coi. Đây con này chắc mới vô cả nhà ơi. Hói chuột luôn nè. Con này chắc khoảng 6 lạng. Tại gác nó nhiều thấy nó hơi nặng nè. 6 lạng này cũng nhất rồi cả nhà. Quá ngon. Ói chuột dài thòn nè. Đây. Quá đã. Để mình nè. Lấy cái đại diện bắt nó ra luôn nha. Hôm nay thì không có 7 phụ. Dính một con thì mình bắt một con luôn. Đây con này chắc 6 lạng yếu nữa cả nhà ơi, thấy nó hơi cũng hơi nhỏ nè, hy vọng là nó được 6 lạng nha. Cái bẫy mình thì gác nó hơi nhiều nè, mình thấy nó nặng.
Có thì cũng ngon. Còn hành thứ ba. Vừa gió lưới. Rồi, để mình tắt máy để nó vô vỏ lưới nha. Tới 7 tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ tiếp luôn. Trong đây thì mình có một cái bẫy nữa nè. Cái bẫy này thì mình nghi bị ngập nước rồi cả nhà. Tại mình đặt hơi thấp nè. Hồi tối thì có một trận mưa khá là lớn luôn. Giờ nước nó lên lúng bủng luôn rồi nè. Bẫy mình thì nằm ở trong đây. Cua nha. Rồi, ngập nước thiệt rồi cả nhà. Đây, ngập luôn cái bẫy luôn rồi nè. Cái bẫy mình đặt ở trong đây. Cái này chắc bắt lươn luôn quá. Ồ, cái gì hình như cũng thấy hơi nặng nặng cả nhà ơi. Nước hay là gác gì đây. Ồ, nặng cả nhà ơi. Ồ, còn hành cả nhà ơi. Còn sống luôn, đây. Quá đã. Gác nó bít cái miệng hôm luôn nè. Con này chắc đây cũng được nhất. Ồ, có con hành nhỏ nó bị ngủm nữa cả nhà, quá đã. Con này to nha, con này là hành nhất luôn rồi cả nhà ơi. Dưới cái bịch lúa này cái khoanh nó đây, quá phê cả nhà ơi. May mắn là nó ngập nước mà nó chưa chết nha. Này, nước lĩnh bỉnh luôn nè. Rồi, để mình ra tới vỏ mình bắt con rắn này ra nha. Kiếm chỗ nào hơi cao đó mình đặt cái bẫy này lại nha. Địa hình ở đây quá là ngon luôn cả nhà ơi. Cầm gạp nè. Đây thì nước nó ngập hết rồi. Cái vỏ mình thì ở ngoài đây. Đây, tháo bao ra luôn cả nhà ơi. Hai con mà nó bị ngủm hết một con à. Đây. Quá đã. Con này khoảng 7 lạng rưỡi. Đây, một con mini nè, bị ngủm nè. Con chuột còn luôn nè cả nhà. Con chuột này mới ngập nước chết tối nè, con rắn này chắc cũng mới vô cả nhà ơi. Con chuột này thấy cũng còn tươi nè. Chắc lúc đang mưa nó chưa lớn, mưa gầm gầm là con rắn này nó đi nó vô rồi nè. Ăn chuột xong là tối đó nó mưa lớn luôn, mưa lớn nó ngập cái bẫy luôn. Nhưng mà nó chưa ngập hết cái bẫy cái nhà, nó còn thở được. Đây, quá đã. Rồi, để mình lấy cái cây ghi mình bắt con rắn này ra luôn. Con rắn này tầm 7 lần rưỡi nha. Hôm nay trúng rồi cả nhà. Dính đoàn hành to to không nè. Có một tay này mình làm hơi chậm rồi cả nhà thông cảm nè. Đây, quá đã luôn cả nhà. Con này mập lúc luôn nè. Con hành thứ tư. Rắn ít mà toàn là hàng chất lượng không cả nhà. Quá đã. Đây. Rất là may mắn ngập nước nhưng không chết. Vỏ lưới luôn. Trong đây còn ngủm một con nhỏ nè. Con này chắc vô ăn không được chuột. Bị chuột xử. Mấy con rắn lớn này vô sao. Rồi để mình tắt máy này bỏ nó vô ra. Kiếm chỗ nào cao mình đặt cái bẫy này lại rồi đi tiếp luôn. Cái bẫy tiếp theo thì nằm ở dưới này. Đây. Rồi có hàng này cả nhà ơi. Mà con hành này thì mình thấy nhỏ, cái khoanh nó nhỏ nè. Đây.
hành này là hành ba đây. Ui, con này mới vô mới ăn chuột luôn cả nhà. Con hành ba, con hành này thì mình bắt mình khỏi quay luôn nha, nó nhỏ quá. Mình bắt rồi mình lấy cái bẫy này đặt lại. Dưới này thì mình có cái bẫy nữa nè. Trời ơi, dính con hành mini trời. Đây, con hành ba luôn. Hai con này thì mình tắt máy mình bắt nó ra luôn nha. Cái bẫy này thì người ta cắt cỏ sắp tới rồi, cho nên mình rút luôn nha. Dính không dính gì thì mình cũng rút luôn. Cái bẫy mình đâu rồi ta? Cỏ nó bứt ướt rồi. Đây, cái bẫy đây. Có con gì không đây? Rồi, con hổ ngựa cả nhà ơi. Có hàng luôn nha. Con ngựa này cũng to nè. Quá đã luôn. Con ngựa bích lợp. Con ngựa này 700-800 gram á. Đây. Cái bẫy này thì mình rút nè. Tại đây người ta cắt cỏ trống rồi nè. Đây coi, khi nào nó cắt cỏ xong diễn sao có gì mình đặt lại. Đi nãy giờ quá trời mệt luôn. Con này thì để mình tháo bao ra cho nhà xem nha. Hồi lát nữa mình bắt thì mình khỏi quay luôn. Tại có một tay à. Hổ ngựa thì nó rất là hung. Đây. Con này chắc khoảng 6 lạng, 7 lạng. 6-700 gram. Rồi, để khi nào tới cái bẫy tiếp theo thì mình sẽ quay chia sẻ tiếp nha. Đây thì mình còn cái cuối cùng luôn cả nhà. Thăm cái này rồi tổng kết thành quả cho nhà xem nha. Cái cuối cùng. Có con gì không đây? Cui. Cái bẫy nằm tuốt châm. Hình như là nó nhẹ à. Chuột còn luôn cả nhà. Cho nó bịch lúa. Đặt cái bẫy lại luôn. Kết thành quả luôn cả nhà. Hôm nay trúng mánh cả nhà. Ba con hành nhất. Yeah, mở hành ba. Con hổ ngựa. Đây. Còn được mấy con chuột nè. Quá đã cả nhà ơi, một bao lưới luôn nè. À, nặng quá. Đây trên 4 kg nha cả nhà. Hành to to nè. Đây có một con hành đại nè.
không lên luôn cả nhà ơi. Đây một bao lưới tới miệng luôn rồi nè. Quá phê à. Rồi video của mình thì cũng xin kết thúc lại tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau luôn.